Hello anh em nha, hôm nay em bắt chuột da con da khách anh em. Đây là bài chuột này của em đã được gần 20 ngày tuổi nè, đó, con ú lù thấy cưng không? Đó. Này cũng đực nè. Thế thì em giao cho anh em á là một con đực gì nè, là 100 ngàn nha. Và con cái là 200 nha anh em. Con cái mắc hơn đực nha. Con này cũng đực nè. Đực nè. Đó. Nói chung thì chuột con nhưng mà cái bản năng nó là nó vẫn cắn mình nha anh em, nhưng mà nó cắn thì nó cắn ở góc độ nó cắn cắn mình đau thôi chứ không có đụng chảy máu nha. Nhưng mà anh em về anh em cầm đâu đó cầm có khoảng tuần lễ 10 ngày gì thì nó sẽ hết cắn mình à. Đó, nó cắn nó sợ nó cắn đó. Đó, nó cắn mình đau thôi chứ không đụng tay nha. Chuột ú lù nha anh em. Chuột này hiện tại thì nó uống sữa mạnh đây. Thì em đang bắt dao cho người ta. Nít xa xa quay như người muốn mình quay dưới được cái nào có người. Kiếm con đực. Con này không được. Anh em xem cái con cái là ở chỗ phía sau nè thì nó có cái lỗ nha anh em. Đó. Con này con đực. Dưới thứ hai nữa là con cái á là mình coi là nó không có con cái nó có vú nha, còn con đực thì nó không có vú thì mình chỉ biết như vậy. Cho con kỹ cho có lộn cho cái không thì mình giao cho anh em con thuộc đực nha. Con này đầu mũi anh em nó mập như con nhúi vậy cưng không. Đây, con này bự. Đây, con dao này cho anh em nè. Đó. Anh em nếu ở gần khu vực Đức Hòa, Đông An á thì anh em có thể là chạy tới nhà nắp luôn nha. Còn nếu ở xa thì mình sẽ ship xe cho anh em. Thôi nhưng mà xa ra các tỉnh miền Bắc, miền Trung thì mình chưa có tìm xe được để mình gửi nè. Mình sẽ đóng thùng như thế này bỏ cho anh em nè. Cái con chuột này thì mới có 20 ngày thì nó chưa phát thùng giấy được nha. Cho nên là mình sẽ bỏ cái thùng giấy cho anh em. Rồi, anh em kỹ nữa thì anh em bỏ ngoài mình lúc bao nữa gì đó, cái này mình giao gần, phát cái lỗ cho nó thở nè. Chứ con chuột mà tầm có hai mấy ngày cái lên là nó cắn một thùng giấy đi được nha anh em. Nên mình giao gần thì không sao. Đó, mình sẽ giao cho anh em. Rồi, anh em nào có cần chuột con giống á, chuột con nhung giống mà để nuôi kỹ thì cứ liên hệ em nha. Qua số thoại là 0933 119 337. Em sẽ báo giá cho anh em nha. Thì em cũng báo giá công khai cho anh em luôn à. Một con đực á là em bán giá 100 ngàn, con cái 200, một cặp thì 300. Ừ, nếu anh em mà mua tầm khoảng 2-3 cặp trở lên đó thì em sẽ bao ship nha. Còn nếu anh em mua ra lẻ thì em không bao ship nha anh em. Gần xa thì tiền xe gửi nhiêu thì em không biết. Còn chứ cái chuột này thì mình không có gửi bưu cục nha anh em. Mình phải gửi xe thôi, tới trong ngày thôi à. Chứ mình không gửi bưu cục được. Thì gửi bưu cục được thì họ quăng, họ đồ á. Con chuột mình nó sẽ bị hư. Chứ một phần nữa đó là con chuột đó, nó uống nước nhiều lắm. Mà mình gửi xa đó vài ngày thì nó không có, mình không có để nước vô đây cho uống được nhiều thì nó sẽ bị mất nước. Còn nếu như mình gửi gần đó thì mình sẽ bỏ vô cho nó một hai cái trái cây giống như là dưa hấu nè, mỗi nó miếng hai miếng dưa hấu hay là miếng củ sắn hay là trái mận gì đó đang cho nó có nước ở trong đây, với mình thấm cho một cái miếng bông gòn thiệt là đập nước mình bỏ vô đây thì khi nó khát thì nó cắn nước nó uống đỡ trong ngày thôi, với mình bỏ ít lúa vô đây hay thích ăn. Chứ nếu như gửi đi xa thì nó sẽ bị mất nước và nó chết cho anh em. Cho nên là mình chỉ gửi xe trong ngày thôi, chứ không có gửi xa được. Hoặc là gần gần thì anh em chạy lấy nha. Rồi, cuối video thì em xin trân trọng kính chào nha.